vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của NMH. Thì cái clip này mình sẽ làm về vị tướng đó là Murat ở mùa 23. Thì sau khi thay đổi thì đó là Murat bây giờ thì cũng xuất hiện đó là rất chỉ là nhiều anh em ạ, kể cả đó là đi rừng hay đó là đi lên tha thân. Thì Murat bây giờ xuất hiện đó là khá là nhiều ở thời điểm hiện tại. Để mà quay trở lại đó là với thời kỳ Hoàng Kim Bắc Murat Nam Nakarok thì thực sự thì mình nghĩ đó là cũng hơi khó, nhưng mà thời điểm hiện tại thì Murat đó là quay trở lại vẫn rất chỉ là ok. Thì đối với Murat thì sau khi thay đổi sẽ như thế nào, sẽ ra sao thì anh em cùng theo dõi nhé. Ok, thì nãy giờ thì mình gọi là vừa vào trận chưa tập trung được lắm thì anh em cùng thông cảm một xíu. Ok, thì bây giờ thì quay trở lại đó là với trận đấu. Đang nhận thấy là tem bên địch đó là ép, đó là vào ép tem bên mình. Và này thì sẽ bắt luôn này. Rồi, chiến công đầu dành cho mình, tiền màu ren tem địch lên bảng điểm số. Và ép của tem địch thì vào xấu quá nên nó cũng không rút ra được. Ba đồng tem mình chát đó là cười nhẹ một xíu. Thực tế thì pha đó thì tem bên địch gọi là cố tình ăn đó là ba đúng tem bên mình, nhưng mà ăn mãi không được anh em ạ. Bây giờ thì mình cũng đã lên level 4 rồi, level cần thiết để có thể đi gánh hiệu quả. Rồi pha này mình sẽ tích điểm nội tài từ những đó là con quái này, quay trở lại này. Rồi chạy đấu xa thủ tem địch này. Một phá dính choáng nhưng không sao cả, mình vẫn còn ảo ảnh chạm. Và cuối cùng thì ảo ảnh chạm trúng đó là xạ thủ của tém đích, xạ thủ tém đích khá là thấp máu. Rồi pha này quay trở lại chơi luôn này, chạy đấu lên bảng điểm số đến từ vị trí của rừng tém bên đích. Thì hiện tại mình sẽ tích đó là 2 điểm nội tài từ những đó là con rồng này. Rồi quay trở lại đó là xạ sát thương, ảo ảnh chạm một phát này, tiền đó là xạ thủ tém địch lên bảng điểm số và rút lui ra một cách đó là an toàn thôi. Thì với Murat thời điểm hiện tại thì có sự thay đổi như thế nào thì mình cũng sẽ phân tích cực kỳ là cụ thể dành cho anh em luôn. Hiện tại bây giờ thì anh em để ý là dưới nội tài của vị tướng Murat thì có 4 điểm đúng không? Lúc trước cũng có 4 điểm nhưng anh em phải đánh thương mới có thể là tích điểm nội tài được. Bởi vì khi có 4 điểm anh em mới có thể là mở ấn được chiêu cuối, và chiêu cuối của Murat cũng cực kỳ là quan trọng. Thời điểm hiện tại thì Murat đó là anh em lượt mỗi lần chiêu 1, 1 lượt, 2 lượt là anh em tích được 2 điểm. Anh em chỉ cần đánh thương thêm 2 phát nữa là anh em có thể mở ấn đó là bằng chiêu cuối. Chiêu 1 của Murat thì anh em có thể sử dụng 3 lần, 2 lần đầu thì đó là anh em lượt trúng tướng địch thì gây sát thương và làm choáng nhẹ tướng địch. Còn lần đó là anh em sử dụng đó là chiêu 1 thứ 3 thì anh em sẽ giật bóng về. Rồi pha này mình ảo anh chạm một xíu, còn xíu máu nữa thì sẽ đuổi theo luôn. Địa giám đẹp đến từ đó là vị trí của ba đúng tém bên mình, và chắc chắn thì pha này thì ghi đúng tém địch thì cũng lên bảng điểm số, double kill dành cho mình. Chiêu 1 thì hai lần đầu là lần lượt, lần thứ 3 thì giật bóng về nơi anh em chỗ đó là lượt đầu tiên. Chiêu thứ hai thì anh em gọi là tạo ra đó là cái khoảng không một phát, có thể là dùng để né đám, né sát thương. Bên cạnh đó thì đó là đối phương dầm phải thì sẽ bị đó làm chậm đó là 90% tốc độ di chuyển luôn. Còn chiêu cuối thì của vị tướng Murat đó là ảo ảnh chạm thôi, nhưng mà thời điểm hiện tại thì chiêu cuối anh em không còn đó là khả năng hút máu giống như đó là trước nữa. Và chiêu hai của anh em thì bây giờ đó là khi sử dụng thì cũng không còn đó là giảm giáp nữa, mà bây giờ giảm giáp đối với đó là vị tướng Murat thì phụ thuộc vào những đòn đánh nội tài nhá. Nói chung bây giờ thì chất tướng Murat sẽ dễ dàng chơi hơn, và mình điểm thích nhất đó là mình thích đó là vị tướng Murat này, đó là sử dụng chiêu thức bây giờ thì tiêu nào hao năng lượng cực kỳ là ít luôn á.
Nên là bây giờ Murat cho dù có mật búa sánh thì cũng sẽ không phế so với trước nữa. Đó là những điểm anh em cần lưu ý đối với vị tướng Murat. Về cách chơi vị tướng Murat thì anh em có thể đó là đánh thương 2 lần. Đó là vào những con quái để tích điểm nội tài rồi lượt 2 lần, đó là chiêu 1 nửa thì anh em sẽ có luôn đó là ảo ảnh trảm. Còn anh em cũng có thể đó là sử dụng đó là chiếu để tiếp cận rồi vào trúng tướng địch thì đánh thương tướng địch 2 phát rồi sử dụng ảo ảnh trảm luôn. Đấy, ví dụ như pha này nhá, mình chơi đó là hồi chiêu 1 này. Mình lượt vào đó là 2 lần này, 1 lần 2 lần này, đánh thương 2 phát này, có ảo ảnh trảm này, ảo ảnh trảm này, cấu đi khoảng đó là 3/4 lượng máu của vị tướng đó là xạ thủ của tay bên địch. Thì đó thôi, cách chơi của Murat là vậy. Một cách nữa thì anh em có thể lượt lên đó là chiêu 1, lượt lên cấu rịa. Sau đó anh em giật bóng về. Rồi sau đó anh em lại lượt lên tiếp. Ở giai đoạn cuối game thì hồi chiếu tốt rồi á, thì anh em lại có thể đó là lượt lên tiếp ảo ảnh trảm. Đấy. Thì đó là cách chơi của vị tướng Murat thời điểm hiện tại thôi. Rồi lượt lượt này, một va đĩa giám mình lượt thêm lần nữa này. Rồi va này có chiêu cuối này. Ảo ảnh trảm được sử dụng. Ôi, một pha ảo ảnh trảm đẹp của anh em ạ, lùng ngay cái double kill luôn. Ảo ảnh trảm 10 điểm luôn anh em ơi. Thì nói chung hiện tại bây giờ thì anh em có thể thấy thì về thế trận thì team bên mình gọi là nhỉnh hơn team bên địch rất chứ là nhiều rồi. Mà Murat thì anh em biết rằng đó là thế tấn công thì cực kỳ là khỏe. Còn ở thế thủ thì Murat không còn được là quá mạnh mẽ nữa nhá. Sau khi thay đổi thì thực sự đó là Murat ở thế thủ thì vẫn chơi được so với trước, nhưng mà tất nhiên thì nó cũng không bằng đó là các vị tướng khác ở thế thủ. Ở thế công thì anh em có thể anh em thấy thì mình luôn luôn đó là bắn vào trong trụ ảo ảnh trảm và rút lui ra đó là một cách an toàn. Còn ở thế thủ thì sẽ khó khăn hơn, đặc biệt đó là việc tích điểm nội tài. Chiêu 2 của anh em thì có thể dùng để né sát thương, ví dụ anh em bắn vào trụ thì trụ đó là bắn gần đến anh em sử dụng chiêu 2 phát thì anh em đó là sẽ không bị trụ bắn nữa. Bên cạnh đó những cú hất tung hoặc là những cú ra chiếu của tướng địch anh em cũng thể có thể né bằng chiêu 2. Nên là vì thế chiêu 2 cũng khá là quan trọng. Bây giờ thì đang thấy có một pha giao tranh ở khu vực đó là giữa bờ sông, mình tích 1 điểm này, 2 điểm này, rồi 1 lượt này, 2 lượt này, đủ 4 điểm này, một người lên bảng điểm số ảo ảnh trảm, 2 người lên bảng điểm số double kill, đó là dành cho mình. Bây giờ lại chuẩn bị hồi chiêu 1 rồi, rồi pha này lượt chiêu 1 này, lượt lại này, sử dụng chiêu 2 này, 3 người này, triple kill 2 người tém địch trong bụi vậy anh em ạ. Mình dí ngay cái ảo ảnh trảm vào bụi này, tiền ốt quá đã kill, mega kill. Kill. Có lẽ là hơi xui anh em ạ, à. Khi mà không được mega kill, đồng đội thì đã đó là cướp mất một điểm hạ gục rồi. Theo nát tem bên cái ba đúng thì gọi là cười nhẹ một phát. Đúng là phá đó cũng đáng tiếc thực sự anh em ạ, à. Quá đa kill đẹp mắt rồi. Cuối cùng là cái mega kill thì không được. Mình thì cũng chỉ biết là cười nhẹ một xíu thôi anh em ơi, thôi không sao cả. Nói chung mega kill hay quá đa kill gì cũng được các, có mega kill thì có lẽ là hợp lý hơn, có lẽ là ok hơn, nhưng mà thôi quá đa kill cũng là được rồi. Thì về cách chơi của Murat đó là như vậy thôi, mình trình bày cụ thể cho anh em như vậy. Bên cạnh đó thì về phần trang bị bảng ngọc á, thì anh em cũng cần đó là hiểu rõ. Ồ, pha này chơi luôn này, 4 điểm này, ảo chảo này. Anh em thấy thì lượng các sát thương của Murat thời điểm hiện tại vẫn tốt nhá. Không được giống như đó là thời kỳ hoàng kiếm, gọi là một ảo ảnh trảm có thể lấy đi 3-4 mạng luôn anh em ạ. Nhưng mà thời điểm hiện tại Murat vẫn đó là một chất tướng chơi được rồi, nói chung chơi lại ok rồi. Thì pha này mình sẽ núp đấy, mình nghĩ là tém bên địch sẽ có người ra dọn dẹp đám lính đó, mình sẽ núp đấy để bắt nhá. Nếu mà một người thì mình có thể bắn trụ chơi luôn rồi, hai người bắn trụ chơi luôn đấy. Ô, choáng khá là khó chịu, không sao cả, pha này ảo ảnh trảm này. Trời, xạ thủ tém địch chỉ còn xỉu máu nhưng mà thôi. Pha đó thì hai người đó là chạy hai ngã, nên là mình không biết ảo ảnh trảm ai cho hợp lý, nhưng không sao cả, pha này quay trở lại xạ sát thương và double kill dành cho mình. Ghi đủ tém mình thì ghi đủ tém địch thì đáng có ý định đuổi theo mình. Dính ngay đĩa chám đến từ đó là vị trí của ba đúng. Thế là cuối cùng thì mình rút lui một cách an toàn thôi. Butterfly tém địch thì định đuổi theo mình, sử dụng cái ảo ảnh trảm này. Đuổi theo mình là một sai lầm rồi, bởi vì dầu sao thì Murat vẫn là chất tướng cơ động. Hai người thì có thể bắt được Murat, còn một người rất chỉ là khó. Bởi vì nếu mà đuổi theo kịp thì Murat giật bóng lại. Mà đuổi theo không kịp thì Murat đó là
đi một cách đó là an toàn thôi. Nên là để đuổi được Murat cũng hơi bị vất vả, trừ những chất tưởng cơ đồng hoặc là những chất tưởng sốc đám rằng như đó là giúp cá, ngô khống hay là những chất tưởng cơ đồng ví dụ như ná á ói chẳng hạn. Còn lại thì để bắt được Murat thì cũng mình nghĩ là cũng hơi vất vả. Về phần trang bị dành cho vị tướng Murat thì sẽ lấy những gì? Đầu tiên thì đó là món đồ riêng cây kiếm trúi hôn. Món đồ thứ hai thì sẽ lấy đó là đôi giày du mục tăng tốc đánh. Nếu tem bên kia đó là có hiệu ứng khống chế nhiều, làm choáng rồi sau đó thì khống chế các kiểu thì anh em lên cho mình đôi giày kiến cương để kháng hiệu khống chế, còn không thì anh em lên cho mình đó là đôi giày du mục để tăng tốc đánh. Tiếp đến thì anh em lên cho mình sốt đồ thứ ba thì đó là cái thương xuyên phá để giúp gia tăng cái lượng đám. Sốt đồ thứ tư thì anh em lên phức hợp kiếm để những cú gọi là đánh thì sẽ đau hơn, ảo ảnh chạm thì sẽ đau hơn. Sốp đô thứ 5 thì sẽ lên cho Murat đó là cây nánh thì đối phương dưới 50% máu chịu thêm 30% sát thương. Bên cạnh đó thì cộng thêm công vật lý cực kỳ là khổng lồ và cuối cùng đó là giáp hồ mệnh để đảm bảo an toàn. Anh em thấy thì ở trận đấu này tem bên bàn đó là hiệu ứng khống chế khá là nhiều. Nên là mình thấy đôi giày du mục bằng đó là đôi giày kiến cương để tránh trường hợp ghi đú hay là mịt tém địch gì đó khống chế. Một phát đìa giám đẹp nha. Đìa giám thì đẹp nhưng mà cuối cùng thì anh em thấy thì chưa ai gây được sát thương cả. Ok thì bây giờ mình đó là sẽ tích điểm nội tài đấy này rồi. Hiện tại thì tém bên mình lên bảng điểm số 2 người rồi anh em ạ. Lượt lên, ô thôi xong rồi, Butterfly bắt bóng rồi, ôi thôi. Butterfly đi đường nào lên đó rồi, mình tưởng là Butterfly đang trong bùi trong kia. Ai dè Butterfly di chuyển nhanh thế. Và điểm yếu của Murat đó là khi anh em thấy thì đặt bóng lại thì anh em thấy thì Butterfly nó nhảy vào luôn anh em ạ. Bởi vì khi đó là đặt bóng lại, nếu mà mình di chuyển lên á thì bị đó là tém địch đuổi về. Còn mình gọi là giật bóng về thì bị đó là tém địch, đó là chặn đường về rồi. Bây giờ thì hai bên đang đó là combat. Hiện tại thì tém bên mình thiếu người. Ôi, cẩn thận là đã bị lật keo á. Bị lật keo tém địch nó cười cho nữa. Thực tế thì ở trận đấu này thì chỉ có mình sánh thôi nên là cũng phải đó là cẩn thận xíu anh em ạ. Nói chung để lật keo được trận đấu này thì mình nghĩ là tém địch cũng hơi khó. Nhưng mà khó nhưng mà không phải là không thể, bởi vì chất tướng của tém địch giai đoạn cuối game khống chế nhiều quá nên là cũng rất chỉ là khó chơi. Rồi pha này mình sẽ tích điểm nội tài này, lượt một lần này, hai lần này. Ôi, lên đôi giày kiến cương vẫn ảo ảnh chạm, vẫn ăn được một người. Nhưng mà anh em thấy thì mơ ăn gà tém địch đáng đó là lại chỗ cây bóng của mình gây sát thương á. Pha đó cho dù mình giật được bóng về thì chắc phải là cũng lên bảng điểm số. Nhưng mà dầu sao thì pha đó mình cũng đổi màng được đó là với rừng tém địch, vậy là ok rồi. Tém bên địch thì có đó là ta thân xê ra nên là cũng lấy được đó là hai cây trụ. Và tém bên địch thì có lẽ là chát đó là có lẽ nào. Mình thì phải chát đó là cho tém bên mình đó đánh đi nhá. Win được mà, chứ mấy ông này thì chát là có ý nghĩ đó là ý định thua. Thua làm sao mà được mà thua. Mình chát rồi đánh đi win mà. Không sao cả anh em ạ, nói chung về đội hình của tém bên mình và chất tướng của tém bên mình cũng đẹp nên là không vấn đề gì cả. Chơi được mà, chơi thoải mái mà. Về bảng ngọc dành cho Murat thì mình sẽ lên bảng ngọc như sau. Ngọc đỏ đó là 6 viên công vật lý và xuyên giáp, 4 viên tốc đánh tỷ lệ chỉ mang. Ngọc tím 6 viên tốc đánh chóc chay, 4 viên đó là hút máu. Và ngọc xanh đó là công vật lý và xuyên giáp. Đấy là bảng ngọc cực kỳ là phù hợp dành cho đó là vị tướng Murat thời điểm hiện tại. Rồi pha này thì đuổi theo này, chạy đâu lên bảng điểm số này. Rồi ảo ảnh chạm này trúng 3 người, nhưng mà ôi thôi xong rồi, bị ghi đúng khống chế rồi anh em ạ. Mình thì chỉ còn đó là 300 mấy vàng, thế là chưa bán lên được liêm đoạt mệnh. Ba đúng tém mình thì hình như đó là tức gì đó là áp cá rồi anh em ơi. Ồ toáng nha. Được đó đôi chồng chiều duy nhất nhưng mà bị áp cá rồi thì thôi toáng. Cẩn thận bị tém địch lật keo. Bởi vì tém bên mình thì cũng chỉ mới được lấy được một đường lính siêu cấp thôi nên là lật keo là có thể nhá. Bình tĩnh còn thắng được. Mình chát câu đó là bình tĩnh còn thắng được. À rồi, ba đúng lên rồi. Ô, à, ba đúng tém mình hình như tức gì á, tức ai vậy anh em ạ? Nãy giờ có chửi nhau với ai hay sao mà đứng yên một chỗ. Gánh táo a. À rồi rồi, ba đúng xuất hiện rồi anh em ạ. Được. Ok thì bây giờ thì có ba đúng rồi thì chơi được anh em ơi. À lanh tém mình thì đang đầy lẻ. Tém mình đi khống chế kính quá. Mình lên đôi giày kiến cương nữa nhưng mà anh em thấy 5 chấm kia.
Tầm này mà lên đôi giày dù mục nữa thì thôi ổi rồi luôn á. Ok, giữ được con búa sánh nhưng mà cũng mất đấy khoảng đó là hơn nửa lượng máu rồi. Các anh em hỏi thấy á, thì tém mình và tém bên địch thì đang combat nên là mình sẽ đó là thầy đẩy đường lính này cao lên luôn nhá. Ô, tém bên mình combat thẳng lời rồi kia, hay quá tím ơi. Bởi vì chất tướng của tém bên mình cũng đẹp mà, chỉ cần đìa dám tốt và thi xạ thủ bắn free. Và cuối cùng thì đẩy thể lính lên cao và kết thúc trận đấu thôi. Ok, thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình nha. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.